chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Em mình quay lại em cọc xám này, cọc xám mắt xanh này, rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Em ấy lông hơi xù một tí rồi, rất tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Nhìn mũm mĩm luôn, cọc quả quýt nhé các bạn nhé. Đầu thủ rất to, đó, bạn ấy giới tính đực các bạn nhé. Rất là ngoan. Em này gần 2 tháng tuổi rồi các bạn ạ. Rất là ngoan và lanh lợi. Lưỡi đốm luôn này các bạn này. Đấy thấy chưa? Lưỡi đốm nha các bạn nhé, mắt xanh này, nay trời thời tiết không được ủng hộ nên là trời mưa quá các bạn, không đi đâu được. Ở nhà quay em này thôi các bạn, quay em này cho các bạn xem. Nhìn phê luôn các bạn nhé. Đấy. Màu xám này, một màu luôn. Đấy. Xám đá. Chân rất trụ này, vậy bàn chân trụ này, chân to, rất mập nhé các bạn nhé. Đấy. Trạng em này là gần 3 cân, gần 3 cân hơi đấy các bạn. Đấy. Rất là nghịch ngợm các bạn ạ. Ngoan và biết đi vệ sinh đúng chỗ nha các bạn nhé. Em này thì cơ bản hình thể rất là đẹp. Đấy, nghe tiếng rất là thức luôn. Đấy, gọi cái thì chạy lại ngay các bạn ạ. Rất là quấn chủ các bạn nhé. Dòng chó này. Nay mình quyết định mà về là tẩy giun cho em nữa để cho nó sạch bụng, khỏe mạnh và mau lớn các bạn ạ. Đấy. Đấy, rất mập này các bạn ạ. Đấy, rất mập này. Cực ngoan luôn. Mắt xanh lẹt. Đấy. Quá phê luôn. Đấy, giờ em nhặt nữa. Thôi, ra trêu nhau nữa. Đi. Mấy nữa còn lớn hơn mày ấy. Hai con này. Đi về, đi về. Đi về, xám, xám. Về nào. Về. Xám, xám, xám. Dạ. Bố ạ. Đi sao bố vậy bố ơi? Kệ nó. Cắn tay này, ngoan lắm. Các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Đây, cọc rất chuẩn luôn các bạn. Đây, cọc của quýt đây. Giờ đây có hạt thóc luôn này các bạn ạ. Thôi đừng nằm xuống. Đây, hạt thóc ở đây này. Đấy. Một tí khấu đuôi đây này.
Nào, chống đi nè. Đừng để cho nằm xuống.